người dân chằng chống nhà cửa trước bão Gia Chi. Người dân ở các tỉnh ven biển như Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh hối hả chằng chống nhà cửa, kéo tàu thuyền lên cao trước giờ bão Gia Chi đổ bộ. Sáng ngày 6 tháng 9, lực lượng chức năng hỗ trợ các hộ dân trên đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh di chuyển đồ đạc, thu dọn lều lán du lịch để tránh thiệt hại do bão Gia Chi. Lúc 10 giờ 20 phút, Cô Tô có mưa và gió mạnh, mây đen. Toàn bộ du khách đã rời đảo vào đất liền. Cô Tô là một trong những điểm đảo đầu tiên đón bão. Từ đêm nay khi Gia Chi vào vịnh Bắc Bộ, Cô Tô sẽ có gió mạnh cấp 12, 13, là cấp có mức độ phá hoại cực kỳ lớn. Sóng biển cực mạnh, có thể đánh đắm tàu thuyền có trọng tải lớn. Hộ làm kinh doanh du lịch trên bãi tắm ven biển Cô Tô di chuyển chiếc cây ác lên vị trí cao hơn để tránh bão. Người dân trên đảo Cô Tô dùng dây thừng khổ lớn chằng buộc nhiều lần để thuyền bè không bị bão đẩy ra xa. Lực lượng chức năng huyện đảo Cô Tô hỗ trợ người dân kéo bao cát che chắn cho mái nhà tôn để tránh bị tốc mái. Quán nhậu ven biển ở huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh tháo dỡ biển quảng cáo để tránh bão phá hỏng. Chủ quán cho biết sẽ đóng cửa quán từ 17 giờ hôm nay đến khi bão tan. Một nhà hàng khác trên đường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, dùng cốt pha làm lá chắn cho cửa kính để chống lại sức gió và sóng. Ông Hoàng Khánh Tùng, ở khu 2, quận Đồ Sơn cho biết 7, 8 năm nay khu vực này mới bị bão đe dọa nên người dân rất lo lắng. Nhân viên gara ô tô trên đường Phạm Văn Đồng, Dương Kinh đưa những bao cát nặng lên giữ mái tôn. Người dân bơm nước lên mái nhà chống bão. Người dân và lực lượng chức năng di dời các kiosk nằm sát bờ biển Đồ Sơn. Nhóm thanh niên đang chằng buộc cửa kính ở Highway số 10, đường Hồ Xuân Hương, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Công an, dân quân tự vệ hỗ trợ người dân kéo thuyền lên đường Hồ Xuân Hương, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa để tránh bão Gia Chi. Hiện hơn 6.100 tàu thuyền với gần 20.000 lao động tại Thanh Hóa đã vào nơi tránh trú an toàn. Trưa nay, hàng trăm chiếc thuyền cỡ nhỏ và bè mảng được người dân đưa lên đường Hồ Xuân Hương, thành phố Sầm Sơn, để tránh bão. Tuyến đường dài hơn 3 km được trưng dụng một phần vỉa hè và lòng đường làm nơi tập kết bè mảng của ngư dân. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.